Xin chào. Xin chào tất cả các bé đã đến với chương trình Có Yubi Không Lo Chi. Minh Hằng ơi, chị Yubi thấy lúc nào Minh Hằng cũng rất là xinh, giống những cái bộ đồ dễ thương ơi là dễ thương. Nhưng mà rõ ràng hôm nay không có nhiều năng lượng như mọi khi nha. Dạ đúng rồi, tại vì mấy hôm nay á em phải thức khuya để ôn bài nè. Rồi nhiều lúc mệt mỏi còn bỏ bữa nữa chị. Nè, có phải là hả bỏ bữa hay là hả có ý định giảm cân đó? Thì em thấy vậy cũng tốt mà. Không có tốt đâu nha. Mình phải có một chế độ ăn hợp lý thì không có sợ bị béo đâu. Vậy chế độ ăn hợp lý là cái gì vậy chị? Chế độ ăn hợp lý là chúng ta phải đảm bảo được những cái nhóm chất sau đây nè. Thứ nhất, đó chính là bột đường. Bột đường thì có trong những loại thực phẩm gì? Cơm, gạo, bún, bánh mì. Nhưng mà chị Yubi khuyên chúng ta nên ăn những loại tinh bột dễ tiêu hóa, ví dụ như là khoai lang nè, rồi bánh mì đen nè, bún gạo lứt nè, thì sẽ tốt hơn là gạo trắng hay là bún phở mà mình vẫn thường ăn đó. Rồi nhóm chất thứ hai đó là nhóm chất đạm đó. Chất đạm là chị Yubi đố Minh Hằng là sẽ có trong những loại thực phẩm nào? Dạ, chất đạm thì mình sẽ có trong những thức ăn gì ta? Thịt hay là rau? Dạ thịt. Đúng. Đạm thì thường sẽ có trong các loại thịt nè. Thịt thì chị Yubi thấy là các bạn nhỏ thường rất là thích ăn thịt heo, thịt bò. Nhưng mà thật sự mình ăn nhiều thịt quá thì cũng không tốt nữa, thì sẽ dễ gây ra bệnh gút nè. Rồi ăn nhiều thịt cũng có thể gây ra béo phì nữa nha. Cho nên là cái gì nó cũng vừa vừa thôi. Và nếu như mà các bạn muốn bổ sung chất đạm mà tốt cho cơ thể thì mình có thể ăn những loại thịt trắng, ví dụ như là thịt gà nè. Hoặc là mình có thể ăn cá, hải sản. Đó là cực kỳ nhiều chất đạm tốt cho cơ thể của mình. Hoặc là chúng ta có thể bổ sung chất đạm từ thực vật. Thực vật có chất đạm nha. Ví dụ như là có thể bổ sung chất đạm từ các loại hạt nè, hạt mắc ca nè, hạt điều nè, hay là hạt hạnh nhân. Đúng rồi, hay là đậu nành, đậu xanh, đậu đen, hạt chia. Tất cả những loại hạt đó đều có cung cấp chất đạm tốt cho cơ thể của mình. Rồi, nhóm chất thứ ba mà cơ thể của mình cũng rất là cần luôn, đó là chất béo. Chất béo thì sẽ có trong mỡ của động vật nè, hoặc là sẽ có trong những loại trái cây và đặc biệt là trái bơ. Mà chất béo ở trong bơ nha là cực kỳ tốt cho cơ thể của mình luôn đó. Hoặc là chúng ta có thể bổ sung chất béo cho cơ thể bằng phô mai, bằng sữa. Rất là thích phô mai đúng không? Dạ. Nhưng mà cái gì nhiều quá là cũng không tốt đâu à nha. Mọi thứ một chút, một cái phần liều lượng vừa đủ thì sẽ rất là tốt cho cơ thể của mình. Rồi nãy giờ là có cái gì? Bột đường nè, rồi có chất đạm nè, có chất béo nè. Chị Yubi đố Minh Hằng là còn cái gì nữa? Dạ, hồi nãy giờ mình nói toàn thịt nè, bánh mì rồi nè, cơm không à. Bây giờ mình phải nói về rau chứ. Đúng luôn, giỏi lắm. Và có một cái nhóm chất mà cơ thể chúng ta không thể nào thiếu được, đó chính là vitamin và khoáng chất. Thì trong các loại rau củ quả có rất là nhiều vitamin khoáng chất tốt cho cơ thể, cho sức khỏe của mình nè. Vừa đẹp da, đẹp dáng mà lại cung cấp dưỡng chất để cơ thể của mình phát triển một cách tối ưu nhất. Và đặc biệt cái nha là trong các loại rau thì có rất là nhiều chất xơ. Đúng không? Nếu như mà mình chỉ ăn thịt thôi, mình không ăn trái cây, mình không ăn rau á, thì cơ thể của mình sẽ rất là thiếu chất xơ. Mà thiếu chất xơ nha sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của mình nữa. Cho nên là phải ăn thêm rau xanh, phải ăn thêm trái cây để cơ thể của mình có đầy đủ các loại dưỡng chất, vitamin. Và mỗi lần mà các bạn nhỏ thèm ăn vặt thì thay vì mình ăn bánh, ăn kẹo thì mình có thể ăn trái cây, rau. Đúng rồi, ăn trái cây vui mà đúng không? Mình đang thích ăn trái gì nhất nè? Dạ em thích ăn trái sầu riêng. Rồi cái gì nữa? Dạ thêm trái xoài, trái bơ, trái đào, trái mận, trái dâu, trái mãng cầu. Rồi bây giờ đổi lại là không thích ăn trái nào nhất? Dạ không thích ăn hả? Có không? Thôi được rồi, nghĩ lâu như vậy là trái nào cũng thích. Nhưng mà đây là một sở thích rất tốt. Chị Yubi cũng vậy, chị Yubi rất là thích ăn trái cây, rau củ quả. Và mỗi lần mà chị Yubi ăn rau củ quả và trái cây nhiều á, tự nhiên thấy mình có nhiều năng lượng hơn. Tại vì cơ thể của mình nó không mất quá nhiều thời gian để tiêu hao và tiêu hóa những thức ăn vào cơ thể của mình. Cho nên là từ bây giờ không có được bỏ bữa, rồi ăn cũng phải để ý cho tôi những cái nhóm chất như vậy vào cơ thể của mình, biết chưa?
Dạ. Ừ, lần sau á chị Yubi gặp lại Minh Hằng nè, Minh Hằng cũng phải xinh đẹp rồi cũng phải nhiều năng lượng như vậy, hiểu không? Dạ. Ừ, rồi không biết là Minh Hằng còn thắc mắc gì để hỏi chị Yubi nữa không ta? Em muốn hỏi chị Yubi một điều á, là đợt trước á bạn em ăn chôm chôm hay là nhãn gì á, cái tự nhiên á bạn nó ho quá trời luôn. Đó là dấu hiệu của bị hốc đó. Thì như vậy là mình phải nhận biết là bạn ấy đang bị cái gì để mà có cách cứu chữa kịp thời. Thì chị Yubi sẽ chỉ cho các bé và Minh Hằng những cái dấu hiệu để nhận biết là một người nào đó đang bị hốc dị vật ở cổ họng nha. Đầu tiên là gì? Là họ sẽ rất là khó thở, họ không thở được luôn và họ không nói được, họ ú ớ. Và có những trường hợp là mắt sẽ trợn lên, sau đó tay sẽ ôm vào cổ họng kiểu như nè. Đó. Bây giờ Minh Hằng làm thử đi. Nếu bị hốc dị vật thì Minh Hằng sẽ làm sao bây giờ? Ví dụ như chị Yubi đang ở nhà, đang loay hoay không để ý. Rồi Minh Hằng bị hốc dị vật thì Minh Hằng làm sao? Rồi, biết rồi. Thì dấu hiệu mà Minh Hằng vừa làm là rất là đúng. Ngoài ra là còn để ý là có những trường hợp là mắt sẽ trợn ngược lên nè, rồi hả mặt mày sẽ rất là tím tái, hoặc là mặt sẽ đỏ bừng lên, còn môi thì tái nhợt không có một tí sắc khí nào luôn. Rất là nguy hiểm. Mà cái này nha, mình không có được cơ hở để lâu, tất nhiên là phải hết sức là cấp bách để cứu chữa trong những trường hợp này. Rồi, chị Yubi sẽ chỉ cho Minh Hằng và các bé cách mà chúng ta có thể sơ cứu một nạn nhân đang bị hốc dị vật nha. Đây là sẽ đứng đằng sau nạn nhân như thế này nè, và chúng ta sẽ vòng hai tay ra đằng trước, ở trên rốn và ở dưới ức nha. Rồi, mình sẽ để hai tay, một tay là sẽ tạo thành nắm đấm như thế này, tay còn lại thì mình sẽ cầm cái nắm đấm này. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ giật mạnh từ 4 đến 5 cái. Rồi mình sẽ giật từ trong ra ngoài và giật từ dưới lên như thế này. 1 2 3 4 5. Đó, phải làm như vậy thật là mạnh để mà cái dị vật nó có thể tạo thành một, nó bị một cái áp lực và nó sẽ rơi ra ngoài. Còn trong trường hợp mà mình đã cố gắng hết sức làm rồi mà dị vật vẫn không đưa ra ngoài được thì phải nhanh chóng đưa nạn nhân đến ngay cơ sở cấp cứu gần nhất. Minh Hằng ơi, Minh Hằng nhớ những gì mà chị chỉ cho Minh Hằng chưa? Dạ nhớ rồi. Ok, tốt, vậy thôi chị đi nha. Ê, khoan đã. Còn nữa. Còn cái gì nữa? Đợt trước á, em thấy có một bạn á, đi ở ngoài đường á, bạn đó bị chó cắn á. Ồ, nguy hiểm mà nha. Chị Yubi là một người rất là thương chó mèo. Tuy nhiên á, là sẽ có những cái trường hợp xảy ra không có như mong muốn của mình. Đôi khi á, là mình bị chó của người ta cắn, là đôi khi là mình bị chính thú cưng trong nhà của mình gây nguy hiểm nữa. Thì cũng phải có kiến thức để có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Trong trường hợp mà chúng ta bị chó hoặc là mèo cắn á, thì đầu tiên là các bé phải rửa vết thương bằng xà bông và nước sạch trong khoảng 5 phút. Nhớ nha, 5 phút. Sau đó là chúng ta sẽ lại tiếp tục rửa và sát khuẩn bằng cồn 70 độ C. Rồi, sau khi mà chúng ta sát khuẩn bằng cồn 70 độ C rồi á, thì mình sẽ sử dụng một cái miếng vải nè, để mà mình có thể băng hờ cái vết thương nó lại. Nhớ là băng hờ lại thôi nha, chứ đừng có băng bó quá là chặt cũng không tốt nha. Rồi, sau đó là mình phải đảm bảo được á, là không có làm trầy xước hay là làm hở vết thương để những cái vi khuẩn xâm nhập vào. Rồi tiếp tục là gì? Phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để có thể tiêm ngừa và uống thuốc. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng phải hết sức cẩn thận khi mà nuôi thú cưng, hoặc là đến một nơi nào đó mà có thú cưng. Thường á, thì á, Minh Hằng có biết là đến nhà của một người nào đó có chó thì các cô chú sẽ hay nói câu gì không? À, các cô chú sẽ kêu những chú thú cưng của mình đi vô. Tại vì á, là mỗi lần mà em vào nhà người lạ mà có nuôi thú cưng á, là nó sẽ sủa rất là lớn, rất là sợ luôn á. Đúng. Sẽ có những cô chú á, là vì lo cho mình là sẽ nhốt ngay thú cưng vào. Nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp cô chú sẽ bảo là vào đi con, nó không cắn đâu. Nhưng mà sau đó thì không biết trước được, cho nên là phải hết sức cẩn thận nha. Không có được đùa giỡn với thú cưng lạ nè. Rồi khi mà thấy chó lạ thì cũng không có được chạy, phải đứng bình tĩnh, từ từ. Mình mà chạy là nó chạy theo cắn mình liền á. Mình phải gọi người lớn, hiểu không? Để có thể bảo vệ mình trong cái trường hợp đó. Rồi, coi như là ngày hôm nay á, chị Yubi chỉ cho các bé và Minh Hằng những kiến thức rất là hữu ích cho cuộc sống của mình nè. Cách mà chúng ta có thể ăn uống đủ chất nè, hợp lý. Nhớ chưa, những nhóm chất
Thứ nhất là tinh bột nè, thứ hai là chất đạm, thứ ba là chất béo, thứ tư là vitamin khoáng chất, bao gồm chất xơ trong đó nữa. Rồi kiến thức thứ hai là gì? Là chúng ta làm sao để mà có thể sơ cứu một nạn nhân khi bị hốc dị vật, đúng không? Dạ. Và kiến thức thứ ba là gì? Kiến thức thứ ba là khi mà mình sẽ sơ cứu khi mà mình bị động vật cắn. Đúng. Động vật vào. Đúng rồi, chính xác rồi. Cho nên là các bé ơi, nhớ những gì mà chị Yubi chia sẻ trong số phát sóng ngày hôm nay nha. Chị Yubi không có muốn các bé bị thương đâu. Nhưng mà trong trường hợp xui rủi, không may mình bị thương thì cũng phải có những cái kiến thức này để bảo vệ sức khỏe và tính mạng và sự an toàn của bản thân mình và gia đình nữa nha. Còn đến đây thì thời lượng của chương trình Có Yubi Không Lo Chi cũng đã hết rồi. Chị Yubi và bé Minh Hằng rất là cảm ơn các bé đã theo dõi chương trình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye.